con tủ của mình nè bạn, mới ship được mấy chú cá ba sa đây. Rồi giờ mình sẽ xào bông bí trước nha, xào bông bí, xào tỏi, rip mà nó keo lại cái là mày y bài. Ở quê mình cái này ít lắm, không có cái này lắm. Đỡ vô dùng con ra. Ủa, cho bông bí vào cái nhà. Bông bí vô. Quá đỉnh luôn. Đợi. Anh em ơi, hôm nay có tin vui là thông báo cho anh em nha. Đây, hôm nay chính thức mắm mực đã có rồi. Đây, hũ mắm mực đây, ở trong kho đây mình mới lấy ra một hũ để mình thử nghiệm thử là ăn được chưa. Và mình đã nhìn cái màu và anh em tình hình là quyết định thống nhất là đã ăn rồi. Và ship hàng rồi, anh em cứ tranh thủ đặt hàng, đặt nghe. Và anh em chú ý nè, mắm mực của anh em mình là mắm mực muối nhạt nha anh em. Muối nhạt trong đất đó là 6 cái mực, một cái muối nó mới ra được con mực đẹp thế này nha anh em ơi. Mắm mực muối nhạt muối chua là như thế này. Đấy, cho anh em nhìn con mực uy tín chưa. Và khi ship về cho anh em á là đường xa là shipper vòng. Cái cho nên là đôi khi nó sẽ bịch cái túi ra, nó hơi đen một xíu thôi, nhưng mà con mực nó vẫn cứ đỏ nha anh em, chứ phải đen như linh đâu. À anh em yên tâm nha. Còn những anh em mà ở gần chỗ mình thì tới tại nơi thì sẽ ra những con mực đẹp như thế này ăn luôn cho ngon. Hướng dẫn sử dụng mình đã có sẵn trên cái nắp chai rồi. Từ từ mày, từ từ đi, thèm quá. Đấy, thơm bèm các kiểu nè, gia vị đầy đủ. Mình có hướng dẫn kỹ cho anh em làm nửa chén mắm mực như thế nào rồi. Anh em cứ làm y xì cho mình nha. Như con mực thế này nè, anh em cắt cỡ làm 2 làm 3 ra nha, đừng để nguyên. Còn ví dụ anh em mình ăn quen rồi thì anh em để nguyên nè. Đấy. Cho tao một miếng nào. Ngon. Đó, anh em nhìn nè. Thế này mà anh em có miếng thịt ba chỉ hay là rau gì anh em ghém vô, mình ăn cái này luôn nha. Lô mực đầu anh em y bà anh em à. Nhìn mèo nó cũng đã mà mắm cũng rất ngon. Nhớ là khi vận chuyển á thì nó xấu xíu. Nếu nó sẽ hơi đen xíu nha. Nhưng mà anh em mình chỉ có một loại mực thôi, không có loại thứ hai đâu, anh em yên tâm. Ăn thế này lấy kéo cắt ra, còn mực cắt làm 2 làm 3 ra nha, bỏ thơm mềm vô. Chú ý nha, làm y hướng dẫn cho mình anh em mình cái. Sản phẩm mà anh em mình bị sự cố mà nếu ăn không ngon cái là một bồi thường 100%, cho anh em cứ yên tâm mà làm thôi. Như cái tô thế này anh em nặng cho cỡ tầm 1.5 cái cho anh. Còn nếu anh em mình thấy mặn thì nặng thêm, còn dịu dịu thì anh em vừa thôi. Nhưng cái này thì anh em mình đã gia vị có thơm bèm nhiều rồi, nó ngon rồi thì anh em 3/4 trái chanh, cứ làm 3/4 trái chanh thôi, không cần nhiều. Rồi lấy hộp ra, thịt ba chỉ, rau lang, rau muống, bông bí, bún tư, chan vô, bập bập. Wow, lấy kéo cắt nhỏ ra nha. Ok, anh em chơi mà chơi quyên con mực thế này mà anh em bảo mà áo em lại xạo kìa, mấy mực muối nhạt muối chua mà ăn mặn chát là tội anh em mình. Con mực thế này mà không cắt ra thua, cắt làm 4-5 năm ra, 5-6 ra thành cắt ra được không? Đấy, cắt ra nha anh em. Rồi cắt nhỏ ra đó, cận cảnh này, cận cảnh cho anh em thấy nè. Đó, rồi, cắt nhỏ ra. Cắt vừa miếng ăn là được không? Cắt vừa miếng ăn thôi, càng nhỏ càng ngon. Đó, thấm rồi. Đó, chứ không anh em cứ nói tội anh em mình.